Một trong những bài học quan trọng nhất khi dạy con về lòng biết ơn là không nên đáp ứng mọi yêu cầu của con quá dễ dàng. Nếu cha mẹ đồng ý với mọi yêu cầu của con ngay lập tức, con sẽ không thực sự hiểu rõ giá trị của những thứ mà con được đáp ứng, và cũng không có đủ tầm nhìn để thấy được cảm giác biết ơn đối với những người đã đáp ứng yêu cầu của mình. Ví dụ như khi con đòi mua một chiếc ô tô đồ chơi, bạn đừng vội đồng ý ngay. Hãy kiên nhẫn hướng dẫn con cách kiếm đủ tiền để có thể tự mua món đồ chơi đó cho mình. Với gia đình Long thì hãy khuyến khích con bán những bức tranh tự vẽ, bán sách, sáng tác thơ để bán. Bạn có thể nhờ bạn bè mua tác phẩm của con. Mục đích của chúng ta là giúp con hiểu được khối lượng công việc cần phải hoàn thành để có thể tự mua được món đồ chơi yêu thích. Từ đó, hiểu và biết ơn công sức nuôi dưỡng của bố mẹ. Lòng biết ơn được hình thành thông qua cách chúng ta từ chối con một cách khéo léo như vậy đó. Thêm một lợi ích bất ngờ nữa khi chúng ta dạy con học cách ứng biến với sự từ chối, bạn có muốn biết không? Bạn có thấy nhiều trẻ em ăn vạ, nằm lăn ra khóc giữa đường, nơi đông người khi không được đáp ứng? À, đó là vì bố mẹ chưa biết cách cho con làm quen với việc bị từ chối. Nhiều nhân viên bán hàng phải bỏ nghề và không tạo được doanh số mục tiêu chỉ vì họ không vượt qua được áp lực của lời từ chối mua hàng. Nhiều thanh niên không dám ngỏ lời với nửa kia của mình vì sợ bị từ chối và đôi khi bỏ lỡ tình yêu đẹp nhất của đời mình. Bạn có biết ở các học viện quân sự, người ta đưa ngưỡng chịu đựng về thể xác và tâm lý của học viên đến giới hạn cùng cực. Một trong những bài luyện tập ở học viện quân sự nổi tiếng thế giới West Point là các học viên phải vác những khúc gỗ nặng vượt qua một bãi bùn lầy trong cái giá lạnh cắt da cắt thịt. Ở trên bờ, các sĩ quan liên tục gào thét, lăng mạ, sỉ nhục và yêu cầu tất cả học viên hãy bỏ cuộc. Chỉ có những thần kinh bằng thép và ý chí bằng sắt mới có thể vượt qua được những thử thách như vậy. Và đó là cách người ta đào tạo ra những lãnh đạo hàng đầu trên thế giới. Từ chối con một cách khéo léo là một trong những cách tăng ngưỡng chịu đựng về tâm lý của con tương đối nhẹ nhàng và lịch sự. Bạn có thấy điều này có phải là một mũi tên bắn trúng nhiều mục tiêu không? Lời từ chối thông minh không những giúp con hiểu và thực hành lòng biết ơn mà còn giúp trẻ tăng ngưỡng chịu đựng về tâm lý, là nền tảng để giúp con có một tinh thần thép sẵn sàng chinh phục mọi mục tiêu khác của bản thân trẻ. Dạy con về lòng biết ơn không chỉ giúp con hiểu rõ hơn về giá trị của những điều mình có được mà còn giúp con trân trọng hơn những người đã đáp ứng yêu cầu của mình. Nếu con thật sự hiểu rõ giá trị của một điều mà mình đã đòi hỏi, con sẽ cảm thấy biết ơn hơn với những điều mình được nhận và không có thái độ thỏa mãn dễ dàng. Nếu bạn thấy video này bổ ích, hãy đăng ký kênh và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem nha. Bạn đã bao giờ từ chối cục cưng của mình chưa? Trẻ phản ứng như thế nào? Bạn hãy chia sẻ trải nghiệm của mình bằng cách comment ở bên dưới nha. Video sau, Long sẽ hướng dẫn bạn dạy con về lòng biết ơn bằng cách tôn trọng và tri ân người khác. Mời bạn đón xem.